suốt ngày thấy anh đi diểu mồm lắm rồi thôi chết rồi. Rằng là bố cả nhà cháu diểu đó. Đây. Có mua bò của cháu sướng là đấy đó. Miễn tiền cước xe. Mì luôn. Vâng. Miễn tiền cước xe. Mì luôn cả nữa là không phải mất tiền xăng rồi luôn. Đúng rồi, không phải mất tiền xăng hết. Mà bò thì lại rẻ nữa. À, bò lại rẻ lại mua được của người đẹp nó ô tô lại to đấy. Vâng. Lại không phải mất 50.000 bạc xăng hả? Không mất nữa. Rất là khỏe rồi. Xăng. Mấy hôm thì ông định biểu anh bắt mấy con bò cấy á. Bò con cái đẹp đẹp mới về mà nuôi. Ở trong chuồng có con đẹp đấy chứ. Nhưng mà ông không bắt. Ông bây giờ đổi ý thôi. Ông chờ đổi ý là mua về 3B thôi hả? Vâng, mua 3B thôi. Ông mà nuôi mà đến Tết mà ông bán mà ông cứ kiếm được tầm cỡ 20 triệu là bà cũng sợ. Bò đấy Tết có được á. Đánh bắn vào nhà vào lỡ mà. Ông nhờ. Tết ông nuôi mà hai con ông kiếm được tầm 20 triệu rất là bà sợ. Ở nước này có chuyện rồi, ở nước này ngon này rồi. Ai mô mà lên Facebook mà bán bò mà nói chuyện mà hốt mà rèo rèo ở dưới không biết. Thì có khi mô bán bò thì bán biểu tôi thôi. Nuôi hệ khi mô tô là biểu ông ra bán thôi. Đúng rồi. Dưới đây. Đừng có đổ nha. Rồi, để cháu nhìn cho nha. Được chưa? Ok. Đó, nè, thấy chưa nè. Có chớ tí mô không? Rớt, xe đi. Rớt xe đi, nói gì rồi trời, xe chạy. Rớt chớ tí mô cả. Suốt ngày thấy ông lên, ông cứ coi bác rồi mà. Quay mà. Cá ông quay toàn bò đẹp, cũng đáng cho mình bò xấu chứ. À, lên điện thoại, lên TV thì người mua người xấu cũng đẹp cả bò. Ông có quay toàn bò đẹp, muốn bán cho mình bò xấu. Ông đủ anh cứ bắt cái bò này mình mà nuôi. Cứ bắt bò này về mà nuôi. Bà nhắc đi. Đây cháu nhắc đi. Đây. Vào đây. Đi vào sau đây. Đi đây. Cái bò này kia, cái đuôi à, kia là cái kia. Cái gì? Này nó gầy. Đây nó gầy. Mà này rất rồi anh không vô đâu. Vậy mới lại cầm nó cái đấy đó. Ôi trời ơi, ba khung
còn một thôn nó bắt nó đi. Ôi không có gì. Vâng. Mua cái bò, bò cái bò tê hết ngã này, chẳng mua cái bò đây vì nó nhỏ đi thôi. Đen xì đi. Đen xì đi. Chú thấy để đưa anh mua được không? Ok, chuồng qua đẹp. Chuồng chạy làm ok, khoa học, đúng khoa học kỹ thuật. Chuồng mới đi nhỉ. Chuồng mới được không? Chuồng nuôi à, bán mấy một bò à. À. Bò tính có lại bò mốt à. Chuồng này thì ok rồi. Mở bán xong có mấy chúng ta chi một con đây. 8 triệu một con thôi. Vâng, vừa rồi bán hai ba con tô. 1 con, 2 con. 4 con à. Kiếm được 2 con nữa thì vừa xéo. Hay là, hay là bác bán chịu. Xin lên 2 con bác không nói, nói để cho biết được. À. Cho bỏ ý kiến vợ. À. Đây có bác. Đó. Chào có bác. Chào mừng có bác đã quay trở lại với kênh YouTube kênh khởi nghiệp. Kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Rồi các bác. Chuồng đẹp, bò đẹp đúng thật. Bác làm cái chuồng cũng nuôi một lứa rồi đúng không bác? Mà nuôi bò vàng đúng không? À nuôi mấy lứa rồi. Đó thì hôm nay các bác lên nhà bác xem, các bác lên nhà bác xem, bác cũng ở trong tỉnh thôi bà con. Bác đến nhà bác xem thực tế thì bác bảo là chú kiếm cho tôi 2 con lỡ lỡ nào đó để về tôi nuôi đến Tết tôi bán. Đó thì ngày hôm qua chú Thơm bắt được một cặp bò này, các bác này, cặp bò đực 3B lỡ của hộ gia đình này. Đó thì bác đến bác xem thì cân kéo cũng đã cân rồi, các bác cân thử lên cho bác xem luôn. Hai con này nó rớt vào tầm 530kg hơi nha các bác. Hai con nhá, mỗi con này là 207 này, con này là 206 này các bác này. Đó, lề lối cao dài. Nặng đúng không? Cân rồi, có cân mà. Thế nói bác không tin đâu. Con bò 3B bác không tin đâu. Con đi mà nếu mà béo lên nhá, con đi bác nuôi tầm hơn 1 tháng béo lên tầm 3 tạ hơi liền. Bác thấy con ở nhà không? Giá 2 tạ mà ông ấy hủ cân lên 2 tạ rưỡi. Đó, nên mua cái cân về cho các bác biết. Tại vì các bác chưa chờ nuôi bò 3B đó. Rồi cứ tưởng là nó nhẹ hoặc nó giống như con bò vàng ấy, nhưng thực sự không có đâu, nó nặng cực kỳ luôn đó. Đó thì giá cả chở đi các bác, để chở đến nhà bác giao cho bác này các bác thì bằng 42 triệu bà con. Đây. Quá hợp lý các bác. Mẹ. Bà bề giá 80.000 một cân hơi các bác. Đó, vậy mà còn không lời nữa thì lúc bác cháu mình nói gì? Không lời nữa thôi, bác nuôi chờ Tết thôi. Tầm nó 5 tạ hơi con thôi. Cháu cũng nói. Đúng rồi, nuôi đến tầm một đôi này nuôi đến Tết thì nó rớt vào tầm 5 tạ hơi. Đúng rồi, thì cháu cũng nói chứ nuôi mà Tết này mà bán mà thấy hai con kiếm được 20 triệu là bà sợ chứ. Bà sợ tùy thế. Đó, thì ok nhá. Thì cảm ơn gia đình bác nhá. Cảm ơn gia đình bác đã lặn lội không quản được xa đến nhà cháu xem bò và bắt đôi bò 3B này để về nuôi phát triển kinh tế gia đình mình. Đúng rồi đó. Đúng rồi, cảm ơn bác. Tầm tháng 10. Nếu mà đến thì tháng 10 mình mua cấp tầm 20 triệu, 21 triệu nhưng mà lúc bây giống là nó khác nha. Không có lời là so sánh mà chú Thơm ơi, năm ngoái tôi mua chú hai con 42 triệu tổ tướng là mới chờ bằng cái tí là không được mà đó. Vì bên này là bên được lỡ cho bán giá cả nó sẽ khác là mới sửa nha. Mới sửa là đắt hơn à? Mới sửa đắt hơn. Nói chung là bò mẹ ăn dạng dạng ra là rẻ tiền hơn. Vâng, đúng rồi, người ta nuôi dở rồi thì nó sẽ khác. Vừa cháu vừa tiêm ký sinh trùng đường máu ở nhà rồi hai ba hôm nữa bác sổ run nó là ok rồi nha. Đó thì cũng đang nói dở nha, thì cảm ơn gia đình bác nha. Chúc cho gia đình bác chăn nuôi cái lứa mè của cháu cung ứng này, hai con này này ham ăn cháu lớn cuối sang năm à cuối năm đi bán hai con lấy tấn thôi nha. Rồi có chi rồi alo cháu rồi. Nếu mà thương vợ chồng cháu như đến ủng hộ cháu để rẻ hơn cho một tí nữa nếu mà cháu bán rẻ. Rồi vâng đó. Đó ok các bác nha, nó xong xuôi này, cân kéo thì các bác cũng biết rồi, bác đến nhà bác xem đấy các bác, thì chú Tân cũng cân lên cho bác xem luôn. Cân lên cho bác xem luôn, hai con đi hơn 5 tạ hơi rồi các bác. Giá cả thì rất hợp lý này. Đó. Đâu? À đây đây, có lợn nái rồi bác. Có lợn nái 15 triệu rồi bác. Có tên, có tủ, có số. À có số con má. Đẻ được mấy lứa rồi? Chưa đẻ. Chưa đẻ. Tức là mình mua máy đâu? À mình mua mạnh ngoài đó hả? À bác nhà Bắc Ninh về phải bác 5 con cái này. À 5 con hả? Đang đi chuồng trên đây. À. Thật cái bác cũng dài. Vừa phối này nó đi ra đẻ nó phải 3 tạ.
À rồi vâng, à mới phố. Con đi nhưng mà con đi phải hơn 2 tạ rồi chứ. Cái khung này phải đầy thôi này. Non 2 tạ rồi. Phải 2 tạ rồi chứ đúng không bác nhỉ? Ông lên ông coi con trên đây. À rồi vâng. Phải có bác con lợn. À thật đấy. Giống con bò ba bê cũng đó thôi mà. Bác nuôi ở vậy chứ đến lúc mà béo lên nó nặng cực kỳ luôn. Lên đến lúc đó là bán cân nhá. Thì me giống nó khác, me lở khác mà. Phải bán ở xa chứ phải thật đẹp luôn rồi. Thật đẹp. Là người ta ghét, ta coi là người ta chú khách lắm. Vâng. Dạ. Rồi, ok. Đôi đi thì nói chung là nuôi được thôi nhưng mà không được đẹp sẵn chứ. Không phải vì người ta nuôi dở. Nhiều con thấy anh lên là lên Facebook lên. Đúng rồi, me sữa đó bác. Me sữa không, mẹ ở trong chuồng có đấy chứ. Nhưng mà me sữa nên nó đẹp nhưng mà nó lùn, nó nhỏ hơn con đi nhiều lắm. Nên bác bắt con đi. Cái mông nó to nó đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Có con, có con ở trong chuồng đó bác đi, bác nhìn bác cái quấn đi rồi mà rang đắt lên chú Thơm. Ủa con đi chú Thơm mua 25 triệu mà. Còn nếu mà đó các bác nhìn thấy con đó chú Thơm mua 25 triệu đó. Nên bác cứ quấn cái con bò đó bác thích cực kỳ luôn. Vâng, quay xay cỏ voi đổ cho nó ăn luôn. Rồi, rồi. Ok nha các bác, xong xuôi nhá. Rồi, cảnh trải nghiệm, xin chào các bác. Chào toàn thể bà con. Đi, đi, lên. Má vừa làm cái, nó tự lên. Vâng. Đây các bác, đó, chuyến thứ hai trong ngày này bà con. Tiếp tục buổi chiều nha các bác. Buổi sáng này vận chuyển hai con cho ông anh ở tỉnh Thanh Hóa rồi. Thì buổi chiều chú Thơm vận chuyển tiếp 4 con này ra ngoài Hà Nam cho bác trai của Hà Nam nhé. Chào các bác, chào bà con.